Xin chào các bạn, chị là Lan Anh đây. Và ngày hôm nay chị rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục Tâm thư tuổi trẻ. Ở số phát sóng lần này, chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một bức tâm thư, tâm sự của đứa con bị bố mẹ suốt ngày so sánh với con nhà người ta, mong một lần được bố mẹ hỏi con có mệt không. Bức tâm thư có nội dung như sau: con ước gì bố mẹ đừng kỳ vọng quá nhiều vào con như con nhà người ta, để mỗi lần vấp ngã con không buồn bã và sợ hãi nhiều đến thế. Chẳng biết ngày còn đi học, bố mẹ có từng bị so sánh với con nhà người ta hay không. Còn với con, vượt qua con nhà người ta giống như một mục tiêu mà có lẽ con sẽ chẳng bao giờ làm được. Con nhà người ta học ngày học đêm, giải thưởng nào cũng có. Con nhà mình thì có thi học kỳ, thi cấp 3 thôi mà cũng làm không xong. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu con nghe thấy câu nói đó trong bữa cơm gia đình của mình. Đã nhiều lúc con ước rằng bố mẹ đừng quá kỳ vọng vào con, để mỗi lần thi khi kết quả không được như ý, bố mẹ sẽ không phải thất vọng nhiều đến thế. Phép tu từ so sánh cô giáo dạy con từ ngày tiểu học, tác dụng của nó là làm sự vật sự việc trở nên sống động hơn. Nhưng sao bây giờ mỗi lần nghe thấy những lời so sánh ấy, con nhà người ta thì lại cảm thấy chán nản, mệt mỏi và áp lực nhiều đến vậy. Mỗi sáng thức dậy, con đều cảm nhận được cuộc sống này giống như một trường đua khốc liệt mà ở đó bố mẹ đang đặt cược cả gia tài vào con. Nhưng thử hỏi, nếu bố mẹ nào cũng muốn con mình là người dẫn đầu, vậy lấy ai để đứng ở vị trí kế sau? Và nếu đã trong cuộc chạy đua thì kẻ thắng, người thua, nhất, nhì, ba, bét lại là quy luật mà không ai có thể thay đổi được. Đôi vai bé nhỏ của con mỗi mùa thi đến phải chịu rất nhiều những gánh nặng từ kiến thức, từ thầy cô, từ phía gia đình. Một ngày mệt mỏi ở trường, đến khi về nhà, tưởng như sẽ trút bỏ được quả tạ điểm số, thì bố mẹ lại đặt lên lưng con những bảng xếp hạng của con nhà người ta. Bố thì nói rằng, cố gắng thi đạt kết quả cao phải hơn anh này, chị kia con nhé. Mẹ lại dặn, con nhà người này, con người kia học giỏi lắm, làm thế nào đừng để bố mẹ mất mặt. Những lời nhắc nhở, động viên khiến con đã tắt đèn, gấp sách, lại phải ngồi dậy, mở đèn sáng hơn, làm thêm vài chục bài toán nữa mới thoải mái mà đặt lưng người nghỉ. Con thấy sợ mùa thi và sợ cả bạn, con nhà người ta mà bố mẹ vẫn thường hay nhắc đến. Con mong bố mẹ đừng đặt ước mơ và mong mỏi của mình làm tương lai của con, vì con cũng có những hoài bão của riêng mình. Mày cứ suốt ngày vẽ vời thì làm được gì? Học sinh, học toán, rồi thi vào trường y. Sau này làm bác sĩ cho bố mẹ được nhờ. Làm gì thì làm, điểm toán mà không được giỏi thì hè này học thêm vài lớp nữa. Và còn vô số những mong mỏi khác dành cho rất nhiều những đứa trẻ như con. Con nhà người ta học giỏi, giành huy chương này, bằng cấp kia, có thể vì con họ được theo đuổi thứ mà họ muốn. Còn con chưa từng được thực sự làm những gì con muốn. Bố mẹ muốn con làm bác sĩ để lo cho bố mẹ bệnh tật khi về già. Vậy nếu con là một nhà thiết kế, may cho bố mẹ những bộ quần áo đẹp, đó liệu có phải niềm vui? Con nghĩ rằng xã hội này đều có sự phân công rõ ràng. Nếu có những người như con đam mê nghệ thuật, may vá, vẽ vời, thì cũng có người yêu thích khoa học, y học và trở thành giáo sư, bác sĩ. Quan trọng nhất là được sống và theo đuổi với đam mê của chính mình thì mới có động lực để cố gắng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Sẽ ra sao nếu bố mẹ chẳng còn quan tâm đến con và để mặc con với những ước mơ của mình? Và sẽ thế nào khi con cần những lời khuyên, lời tư vấn mà không có bố mẹ ở bên cạnh? Con cũng sợ một ngày nào đó, vì con quá trẻ mà con sẽ khó có thể tự đứng dậy sau những sai lầm của mình. Vì thế, con hy vọng rằng bố mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con, cho con được ước mơ, được theo đuổi đam mê của mình, nhưng cũng tạo cho con một áp lực vừa đủ, một giới hạn nhất định để con không bị đi lệch hướng. Con sẽ chẳng cần quan tâm đến con nhà người ta làm gì, bởi vì con là con của bố mẹ và con là một bản thể khác biệt, là duy nhất trong cuộc sống này. Bố mẹ có thể một lần hỏi con có mệt không thay vì con có sao không,
tại sao con không làm được. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một bức tâm thư của một bạn nhỏ viết về những cái nỗi áp lực của mình khi bố mẹ đã đặt nặng cái con nhà người ta lên bạn ấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát audio lần sau nhé.